chú còn chưa quen người. Đấy, bữa nay mình chăm sóc cho chú ấy khỏi bệnh nên là chú cũng theo rồi đấy. Nó bị người ta bẫy nó thắt cái cổ tay này. Người ta bẫy nó thắt đây. Một chân nó bị một chân một tay cả rồi. Đuôi nữa. Đây. Nó nằm trên cây nó gần chết các bạn ơi. Nó gần chết mà mang về thế mà nó cho nó uống thuốc rồi là tiêm thuốc kháng sinh rồi bó cái tay này nó khỏi rồi. Giờ nó còn đang bây giờ nó biết nó quen này, quen nó cũng chịu rồi, chứ hôm nọ về nó kêu đó. Ngủ ơi, anh ngủ ơi. Ngồi ngủ. Thương lắm nhỉ. Thương cơ. Ngủ đây, nó ngủ đây. Mạnh tay. Ngủ đây, nó mất là ngủ đây. Đó, mình đăng cái YouTube này lên để các bạn hãy chia sẻ và hãy thương động vật nhé các bạn nhé. Các bạn hãy thương động vật nhé. Các bạn hãy đăng ký kênh của mình Phong Cảnh Đẹp Tây Nguyên nhé. Đó, thấy không? Những cái chú khỉ này là bị người ta bẫy này, còn đang nhỏ như này mà người ta đã bẫy này. Người ta không thăm bẫy, nó gần chết này. Mình về mình chăm sóc, mình cho uống kháng sinh rồi mình bó bột cho nó, giờ nó khỏi này. Nó mới được cái bé, nó mới mẹ nó mới mới đẻ chứ mấy. Đó, mẹ nó mới đẻ đấy. Mà nó đã bị người ta bẫy rồi này. Nên các bạn cứ yêu động vật thì hãy đăng ký ủng hộ kênh của mình nhá. Đây này. Các bạn hãy đăng ký kênh nhá để mình có nhiều động vật lắm, con chim thế mình cũng con chim cu gáy mình cũng luyện được. Nó cũng ở ngoài, nó bị người ta bắn rồi mình mang về mình nuôi nó cũng quen đấy. Xin chào các bạn nhá. Đó đây này, cái đuôi nó bị kẹt, thấy không? Nó kẹt cả đuôi luôn đấy. Nó bị cái chân kia thôi, nhưng mà nó con mẹ nó cứu nó cứ giằng cái đuôi này. Thế là nó bị cái đuôi, thấy không? Đuôi gần khỏi rồi. Đó, đấy, đuôi đang mọc lông rồi, thấy không? Đấy, con mẹ nó lôi nó bị kẹt cái đuôi, nó bị kẹt cái chân này là con mẹ nó hình như là lôi cái đuôi sao nó cũng chảy máu cái đuôi ra. Cho mày hát karaoke. Chạy rồi. Đây. Đây. Xin chào các bạn. Đây nó khử đây.